Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Philippines đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều tỉnh thành khác cũng đã tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí dành cho người dân và du khách trong ngày hôm nay. Tại huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã khai mạc Ngày hội Văn hóa Thái lần thứ nhất với nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày hội nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Thái. Đây cũng là dịp để huyện Nậm Pồ đánh thức tiềm năng du lịch, mở rộng các hoạt động quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp con người trên dải đất biên cương này. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái, liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi ẩm thực cùng các hoạt động thể thao dân gian như kéo co, tung còn. Dịp lễ mùng 2 tháng 9 với chủ trương miễn vé vào cổng cho du khách Việt, các điểm đến thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã thu hút rất đông du khách đến tham quan vãn cảnh. Thời tiết mát mẻ tại Huế cũng ủng hộ du khách có chuyến tham quan trọn vẹn. Dịp này, Thừa Thiên Huế tổ chức các hoạt động festival và các sản phẩm du lịch nhằm nâng tầm du lịch Huế. Đến thời điểm này, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 2,1 triệu lượt khách, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt khách quốc tế ước đạt 672.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm ngoái. Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc Lập. Lễ hội diễn ra trên sông Kiến Giang là hoạt động thường niên nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần thượng võ trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với mục đích cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, năm nay có 24 đội với hơn 1.300 vận động viên, thu hút hàng vạn người dân và du khách. Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang hiện đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và trở thành hoạt động văn hóa thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của vùng quê sông nước, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình văn hóa dân tộc, gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng lợi thế địa phương.